Chào các con, cô Hồng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài trang số 31. Hôm nay thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con bài The Old Cotton Picker. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem bài này có điểm gì mới nhé. Trong bài học này thì chúng ta sẽ có dấu tie, nghĩa là dấu nối. Thì khi dấu tie này nối hai nốt nhạc thì chúng ta sẽ ngân dài số phách của nốt nhạc đó lên. Và chúng ta sẽ không cần gõ nốt thứ hai nhé. Bây giờ cô sẽ dịch phần này. Khi hai nốt nhạc được nối lại với nhau thì nốt thứ hai sẽ không cần ấn và chúng ta sẽ giữ thêm giá trị phách. Vậy ở chỗ này chúng ta quan sát thấy nốt mi được nối sang nốt mi thì ở đây các con chỉ cần gõ một lần thôi là nốt mi đầu tiên. Sau đó các con sẽ ngân dài ra. Ví dụ như là mi 2 3 4 1 2, 3, 4. Đó, chúng ta chỉ cần gõ một lần thôi. Hoặc ở đoạn cuối này có nốt đô, nối sang nốt đô cũng như vậy. Bây giờ thì cô Vân sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc, bản nhạc này nhé. Cô sẽ lấy nhịp đều và cô sẽ hướng dẫn các con cùng đọc cùng cô nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Son 2, son 2. La, đô 2. La son hai, mi hai, re đô hai, la son hai, son hai, la đô hai, re mi hai ba bốn một hai ba bốn, mi hai, đô re hai, đô mi hai, đô re hai, đô mi hai, re đô re hai, đô hai ba bốn một hai ba bốn. Như vậy là cô đã hướng dẫn cho các con phần nốt nhạc của bản nhạc này. Bản nhạc này cũng xuất hiện khá nhiều các dấu lặng. Bây giờ chúng mình ôn qua một chút phần dấu lặng nhé. Ở đây có dấu lặng tròn, lặng tròn, lặng trắng, lặng đen, lặng tròn, lặng trắng, lặng đen. Và ở dưới này thì có các dấu lặng trắng, lặng đen và hai dấu lặng tròn. Ở chỗ này hoàn toàn là dấu lặng tròn, bởi vì sao? Chúng ta hoàn toàn nghỉ ở phần tay trái hết nhé. Khi các con nhìn thấy dấu lặng thì các con nhẹ nhàng thả tay lên nhé. Và chúng ta chỉ ngân dài những nốt mà được ghi là nốt đen, nốt trắng, nốt trắng chấm và nốt tròn thôi. Bây giờ thì các con cùng quan sát cô. Cô sẽ hướng dẫn cho các con ở trên phím đàn nhé. Sau đây cô sẽ chỉ cho các con vị trí nốt son. Ở bài này chúng ta sẽ đặt đô, si, la, son đối với tay trái. Và nốt đầu tiên là phím son, chúng ta sẽ chơi bằng ngón 4 nhé. Ở tay phải thì chúng ta sẽ xuất phát từ phím mi ngón 3. Bây giờ thì cô sẽ làm mẫu từ đầu đến cuối cho các con nghe này. 1, 2, 3, 4. Son 2, son 2. La đô 2, la son 2. Mi 2, re đô 2. La son 2, son 2. La là những chỗ được nối hai nốt nhạc với nhau thì cô sẽ giữ tay ở trên phím đàn đủ số phách nhé. Ví dụ nốt mi này. Mi 2 3 4 1 2 3 4. Cô phải giữ đủ trọn vẹn như vậy rồi cô mới nhấc lên cô chơi tiếp nhé. Hay là nốt đô ở kết bài cũng như vậy, chúng ta cũng ngân dài 4 phách nối sang 4 phách thì chúng ta phải giữ tay hoàn toàn trong 8 phách đó nhé. Bây giờ thì cô sẽ chơi cùng với lại nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Các con hát nốt nhạc theo khi mà các con nghe cô chơi mẫu nhé.
1 2 3 4 1 2 3 4. Vân đã vừa hướng dẫn xong cho các con bài tập Old Cotton Picker. Ở bản học này thì chúng ta sẽ luyện tập dấu nối ở hai vị trí trên bản nhạc. Thì chúng ta không cần phải chơi ấn lại nốt nhạc tiếp theo mà chúng ta chỉ cần giữ đủ số phách thôi nhé. Về vị trí đặt tay thì giống như rất là nhiều bài học trước rồi. Các con đặt tay ở vị trí đô trung tâm về để chúng ta thực hành nốt đô re mi này. Còn tay trái thì cũng chúng ta cũng đặt ở vị trí đô trung tâm để thực hành nốt đô si la sòn ở khóa pha. Chúc các con luyện tập bài học này thành công nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.